Cùng ngày, thì Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo là cho biết tiến trình đàm phán hòa bình về cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine có thể bắt đầu ngay trong mùa đông này. Theo Thủ tướng Ba Lan, thì đã phác thảo nên một loạt cuộc họp liên quan đến kế hoạch hòa bình ở Ukraine trong bối cảnh mà Warsaw muốn tìm kiếm vai trò hàng đầu để chấm dứt xung đột. Nhà lãnh đạo Ba Lan cũng khẳng định nước này sẽ tham gia sâu vào bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan khi đảm nhiệm chức Chủ tịch Luân phiên Liên minh châu Âu vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Dự kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ đến thăm Warsaw vào ngày mai 12 tháng 12 để thông tin về các cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần qua. Nhà lãnh đạo Ba Lan cũng cho biết giữ liên lạc thường xuyên với các nước đồng minh khu vực Scandinavia và Baltic. Bên cạnh đó, Thủ tướng Keir Starmer cũng sẽ tới thăm Warsaw trong những ngày đầu nhiệm kỳ Chủ tịch Luân phiên EU của Ba Lan. Ba Lan là một trong những quốc gia có lập trường ủng hộ mạnh mẽ nhất với Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.